Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp để đón cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 25 tháng 8 năm 2024, tức ngày 22 tháng 7 âm lịch, ngày Tân Dậu, trực, trừ, tốt mọi việc, tuổi xung ngày, Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi, tuổi hợp trong ngày, ngày Dậu, Lục hợp Thìn, Tam hợp Sửu và Tị thành Kim Cục. Giờ hoàng đạo, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, hướng tốt xuất hành, hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi thoải mái chi tiêu trong ngày chủ nhật này sẽ là tuổi Sửu, tuổi Tỵ và tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 25 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp. Chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Nhiều việc tuổi Tý tưởng như đã hoàn thành nhưng do ảnh hưởng của tương phá mà mọi thứ lại bị hỏng hoặc sai khiến bạn đành phải làm lại từ đầu. Dù có tức giận cũng không được gì, tốt hơn hết là bạn nên bắt tay làm lại càng sớm càng tốt. Thực thần xuất hiện hôm nay khuyến khích tuổi Tý có những suy nghĩ, đánh giá tốt đẹp về người khác. Chỉ cần những điều nhỏ bé như thế cũng đủ làm cuộc sống của bản mệnh trong ngày chủ nhật thêm nhiều niềm vui. Kim thủy tương sinh, nguồn thu nhập ổn định, không thiếu cơ hội kiếm tiền ngoài công việc chính. Bản mệnh chỉ cần nhanh tay nắm bắt thời cơ, vận dụng hết khả năng là có thể củng cố tài chính cá nhân. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, nhận thấy vấn đề ngay lập tức, hãy sửa chữa nó. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, tránh kết luận khi bạn đang thiếu thông tin. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, hãy dành thời gian cho những cảm xúc yêu đương lãng mạn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, cần loại bỏ những thứ đang ngăn cản bước chân bạn hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, hồng, quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, ngày có tam hợp nên vào ngày cuối tuần, bản mệnh có nhiều thời gian ở bên nửa kia của mình. Chính vì vậy mà quan hệ giữa hai người ấm lên nhanh chóng, đồng thời đôi bên cũng có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Con giáp tuổi Sửu hứa hẹn sẽ bước vào một giai đoạn phát triển đầy bất ngờ, tiếp cận với những phương diện mới hơn, nhiều thử thách hơn trong ngày có thiên ấn. Ngoài ra, khi có cơ hội gia tăng sáng tạo, bạn cũng cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống này hơn. Khi mà bạn có cái nhìn tích cực, cởi mở thì mọi thứ sẽ dễ xử lý hơn bao giờ hết. Nhờ đó các vấn đề của bản mệnh được giải quyết một cách nhanh chóng. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, hãy biết cách hài lòng với bản thân, vui vẻ với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, đã đến lúc bạn cần nghiêm khắc với bản thân và cuộc sống hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, biết tạo niềm vui, hạnh phúc với những gì mình đang có. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, đừng quá để ý tới những điều nhỏ nhặt vì có thể chúng đang cản đường. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, cảm nhận được sự tươi vui trong cuộc sống của mình thời gian gần đây. Con số may mắn 6, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, chính tài soi đường chỉ lối, nên con giáp tuổi Dần trở nên khá nhạy bén và phán đoán chính xác các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Các khoản đầu tư của họ được dự báo là sẽ rất an toàn và có khả năng sinh lời cao. Kim mộc xung khắc, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình sức khỏe của bản mệnh ngày hôm nay. Bạn nên thận trọng hơn trong việc ăn uống, tránh những món lạ và nhiều gia vị ảnh hưởng tới bộ máy tiêu hóa của bạn. Ngày cuối tuần phù hợp với các hoạt động thú vị khác nhau mà bạn chưa từng trải nghiệm. Nếu bạn thích làm mọi việc từ góc độ của khán giả, hãy lên kế hoạch đến thăm bảo tàng hoặc mua vé để tham dự một buổi biểu diễn sân khấu hoặc vở kịch địa phương. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, có những điều tưởng như không thể nhưng bạn đã làm được. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, đừng để cho nỗi sợ tiếp tục kìm hãm bước tiến của bạn. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, hiểu điều gì là quan trọng, cần thiết thì hãy tập trung vào đó. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, may mắn tìm được chỗ dựa tinh thần cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, cuộc sống vẫn còn nhiều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ Ngọ, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Mão,
Do tương xung nên tuổi Mão phải đối mặt với khá nhiều phiền phức từ mọi người cho tới hoàn cảnh trong ngày hôm nay. Khi bạn chẳng thể nào thay đổi tình hình thì tốt hơn hết hãy chấp nhận nó, đối diện và từng bước tháo gỡ vấn đề. Được thiên tài giúp sức, con giáp tuổi Mão không chỉ gặt hái được những thành tựu trong công việc mà còn có khả năng tạo ra nguồn thu nhập đáng kể, dù cho đó là thu nhập chính hay phụ. Kim mộc xung khắc khiến cho vấn đề sức khỏe cũng là điều mà bạn cần phải lưu tâm trong hôm nay, thậm chí đó có thể là sức khỏe của người thân trong gia đình không tốt nên bạn cần phải chăm sóc, dành thời gian ở bên họ. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, không nên lớn tiếng, đó là dấu hiệu bạn mất kiểm soát. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, có khả năng kiếm tiền tốt hơn thời gian trước đây. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hướng tới những điều tích cực thay vì để những thứ tiêu cực kìm hãm bạn. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nên chọn thức ăn có lợi cho sức khỏe của bạn. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, những trăn trở của cuộc sống cuối cùng cũng được giải đáp. Con số may mắn 8, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quy nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, con giáp tuổi Thìn cảm thấy được chia sẻ, đồng cảm trong ngày có lục hợp che chở. Nhờ thế mà bạn sớm có được lại sự bình tĩnh để xử lý bất cứ sự cố nào có thể xảy ra trong ngày. Chính ấn nhắc nhở nên tuổi Thìn có thể đi đúng hướng, tránh lãng phí thời gian công sức. Nếu còn biết nắm bắt cơ hội trời cho này thì tương lai sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón bạn. Kim thổ xung khắc chỉ ra vấn đề tiền bạc mà tuổi Thìn có thể gặp phải khi bạn hoang phí, chi tiêu không có kế hoạch, không nghĩ tới tương lai, bạn bị cảm xúc dẫn dắt nên không khôn ngoan trong việc sử dụng tiền. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, nhờ chịu khó quan sát, dạo gần đây trở nên nhạy bén lạ thường. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, với từng đồng tiền mình kiếm được, hãy sử dụng nó hiệu quả. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, may mắn gặp được người tốt, nhiệt tình giúp đỡ ngay lúc khó khăn. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, bạn đang rất khó chịu trước một tình huống nào đó đang diễn ra. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, đừng lãng phí bất cứ nguồn lực nào mà bạn đang có. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quy nhân phù trợ Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, tam hợp xuất hiện cũng là lúc hạnh phúc gõ cửa. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được lời bày tỏ đến từ một người nào đó. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy thử trò chuyện với người đó nhiều hơn. Con giáp tuổi Tỵ được chính quan nâng đỡ nên tự tin, thoải mái theo đuổi đam mê. Nhiều người không ngần ngại trước khát vọng quyền lực và giàu có, những người sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Kim hỏa xung khắc, dự báo bản mệnh có thể gặp vấn đề sức khỏe nào đó do chủ quan hoặc không chăm sóc bản thân mình đúng cách. Nhìn chung, khó khăn vẫn còn nếu bạn không xử lý triệt để vấn đề. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, nhờ nhanh trí, hoạt ngôn đã giúp bạn vượt qua nhiều rắc rối lớn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, nên thận trọng với kế hoạch tiền bạc mà bạn xây dựng gần đây. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, không nên hoang phí vào những khoản tiền không phù hợp lúc này. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, muốn khuyên ai đó cũng phải ôn tồn, nhẹ nhàng, không nóng nảy. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, bạn cũng cần có những giới hạn riêng cần được tôn trọng. Con số may mắn 4, 1, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quy nhân phù trợ Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, con giáp tuổi Ngọ luôn sở hữu một nguồn nội lực dồi dào và động lực không ngừng, sẵn lòng và quyết tâm hành động mỗi khi cơ hội kinh doanh mở ra trước mắt. Tuy nhiên, ngày có thiên quan nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ nên thận trọng, chậm lại tiến trình, thậm chí tạm thời lùi bước trong ngày hôm nay. Kim hỏa xung khắc, dự báo có những tranh cãi vô lý về chuyện nhỏ nhặt trong gia đình hoặc với bạn bè. Có thể bạn đang thiếu đi sự thấu hiểu, thích khẳng định mình đúng, mình khôn ngoan, xem nhẹ những ý kiến của người khác. Ngày cuối tuần, bạn nên sắp xếp công việc ổn thỏa để có thể thư giãn bên một cuốn sách hay hoặc đi cà phê dạo phố. Những phút giây tĩnh lặng, nghỉ ngơi này rất quan trọng vì nó giúp bạn được sạc pin. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, đừng để tình trạng rắc rối tiếp tục làm bạn khó chịu hơn nữa. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, hãy chấp nhận khổ đau, khó khăn như là một phần cuộc sống. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, có nhiều trăn trở suốt hành trình mà bạn đang phải đi qua. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, khó khăn cũng là lúc bạn cần có cách thức mới khôn ngoan hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hãy tiếp tục cố gắng. Con số may mắn 0, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, đỏ, quy nhân phù trợ Tuất, Dần, Mùi.
Tử vi tuổi Mùi, thiên ấn trợ lực để tuổi Mùi có tầm nhìn xa trông rộng hơn khi có nhiều thông tin với các góc nhìn khác nhau, hứa hẹn bạn sẽ có được những kế hoạch táo bạo nhưng vô cùng tuyệt vời. Đáng tiếc là bạn lại chưa tìm được hướng đi cụ thể ngay lúc này. Bạn không cần vội vàng, lúc này bạn cần chọn ra phương thức nào phù hợp với bạn nhất, vì thực ra cách nào cũng có thể thành công nếu bạn đủ đam mê để làm mọi thứ đến cùng. Thổ Kim tương sinh hỗ trợ cho tuổi Mùi cơ hội kết giao. Khi có cơ hội trò chuyện với người khác, hãy cởi mở để có thể suy luận dựa trên sự thật chứ không phải ý kiến phiến diện. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, cố gắng thu lượm nhiều kiến thức hơn nữa cho mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, hãy tìm cách giải quyết hoặc ít nhất né những kẻ lợi dụng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, nhiều kết quả bất ngờ đang chờ đón bạn ở phía trước. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, biết cách làm hài lòng những người xung quanh trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, lòng tốt của bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáng. Con số may mắn 9, 0, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, con giáp tuổi Thân hoàn toàn có thể trông đợi vào sự trợ giúp của quý nhân. Trong ngày tam hội, con giáp này có chỗ dựa vững chắc, có người đồng hành trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Hôm nay, tuổi Thân có thể tức giận với những kẻ hứa nhiều, làm ít. Trong ngày có kiếp tài, bạn có thể cảm thấy mất niềm tin, tự tìm cách củng cố vấn đề, hạn chế có thêm những rắc rối đáng tiếc. Thận trọng hơn với các quyết định liên quan tới tiền trong ngày hôm nay. Nếu cảm thấy có khả năng đang bị lừa đảo, thì nên tìm người để xác thực thông tin trước khi chuyển tiền. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, với cuộc gặp gỡ không mong muốn, hãy từ chối, tránh gây tổn hại tới mình. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, sự tin tưởng đã chắp cánh thêm cho cuộc sống hôn nhân của bạn. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, dành thời gian sắp xếp lại cuộc sống, không gian sống. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, một buổi gặp gỡ bạn bè thật sự ý nghĩa vào lúc này. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, có thời gian tìm hiểu thêm về lợi ích của người khác. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, con giáp tuổi Dậu khó suy nghĩ thông thoáng được bất cứ chủ đề nào trong ngày xuất hiện tự hình. Khi bạn có tư duy đóng, không chấp nhận bất cứ ý kiến khác biệt nào thì bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Ảnh hưởng của tỷ kiên nên tuổi Dậu phải đối mặt với một số rắc rối bất ngờ ập tới. Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn giữ vững tinh thần, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Vấn đề của bạn đó là nghĩ nhiều nên khó vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn. Cho dù lúc này bạn có tiền, cuộc sống được đảm bảo, nhưng bạn không trân trọng nó thì mọi thứ cũng sẽ sớm mất đi. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, tránh được những chuyện không hay bằng mọi giá. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, không nên bình luận bất cứ điều gì về cuộc sống của ai. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, dễ bị khủng hoảng khi niềm tin bị đặt sai chỗ. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, cảm thấy lo âu về tương lai, cần tìm người hỗ trợ. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, trong mọi cơ hội đều có tiềm năng nhất định. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đen, đỏ, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, ngày tam hội đưa đường chỉ lối nên con giáp tuổi Tuất lúc này đã biết cách duy trì các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, là nền tảng vững chắc cho những bước tiến xa hơn, quan trọng hơn trong tương lai. Bạn cũng luôn cố gắng chân thành với những người mà bạn gặp gỡ. Hôm nay chính ấn giúp tuổi Tuất có cơ hội thể hiện, bản mệnh sẽ như được tiếp thêm đôi cánh khi mà tất cả những trở ngại và thất vọng trước đó đều tan biến, nhường chỗ cho một thời kỳ đầy hứa hẹn và cơ hội. Kim Thổ tương sinh hỗ trợ để bản mệnh có thể giải tỏa những rắc rối liên quan đến tiền bạc trong ngày hôm nay. Dù bạn thiếu khoản tiền nào cũng sớm được bù đắp, hỗ trợ. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, hãy dành thời gian để hiểu được những gì bạn yêu thích. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, cuối tuần là lúc phù hợp để bù đắp những kỹ năng còn yếu. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, cuộc gặp gỡ vui vẻ với mọi người tiếp cho bạn sức mạnh. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, đừng để những điều nhỏ nhặt không vui làm bạn tiêu cực. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, hãy chuẩn bị món ăn ngon để mời mọi người trong nhà bạn. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đen, tím, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Dần. Tử vi tuổi Hợi, thương quan khuyên tuổi Hợi hôm nay dù là ngày nghỉ cũng nên hạn chế việc tụ tập, gặp gỡ bạn bè. Vì tâm trạng không tốt nên bản mệnh có xu hướng dễ gây căng thẳng với bất cứ ai mà bạn gặp gỡ trong ngày hôm nay.
Tâm lý so sánh luôn khiến bạn trong tình trạng mệt mỏi mà quên thực tế rằng mỗi người có một ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Dùng yếu điểm của mình để so sánh với ưu điểm của người khác thì bạn luôn chán nản. Ngũ hành tương sinh trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Ai đã ấp ủ ước mơ từ lâu có thể khởi động một cửa hàng kinh doanh nhỏ hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp mà người thân hoặc bạn bè làm chủ. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, hãy bắt tay thực hiện việc mà bạn đã trì hoãn suốt thời gian qua. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, thường xuyên phạm sai lầm vì hay để cảm xúc lấn át lý trí. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, nói năng cũng phải để ý tới ngôn ngữ cơ thể của mình nữa. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, hồi hộp khiến bạn khó khăn trong việc diễn đạt ngôn từ. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, đã đến lúc cần theo đuổi đam mê và làm điều mình muốn. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đen, quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, Dần. Đánh giá tử vi ngày 25 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Sửu, Mùi, con giáp nào với nhiều rắc rối nhất? Tuổi Dậu, Ngọ. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!